Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Tình nghĩa vợ chồng. Chiều nay tôi có việc phải đi gấp, mà xe hơi thì chồng đi, gọi taxi thì mãi không gọi được, đành bảo nhân viên đặt giùm cho xe ôm vậy. Chị có việc phải đi gấp đó, em đi nhanh giùm chị, nhưng nhớ đi cẩn thận, đừng chạy ẩu nha. Dạ, chị cứ lên xe đi, chị yên tâm ạ. Em muốn vào mua hàng hả? À không. Đèn xanh rồi, đi đi em. Xin lỗi chị, em đi liền đây. Chị ơi, mấy cái váy nữ trong shop quần áo kia có mắc không chị? Cũng tùy thương hiệu em à, giá nào cũng có nha em. Thế em muốn mua một cái xịn xịn, khoảng 500 ngàn thì em có mua được không chị? Chị có biết cửa hàng nào tốt không? Chỉ cho em với. Em mua tặng bạn gái à? Dạ không, em tặng vợ. Sắp sinh nhật vợ em rồi. Tốt nhất là bữa nào sinh nhật, em chở vợ em đi chọn váy để thử cho dễ. Em mua về, rộng hay chật, người ta không cho đổi lại khổ. Nhưng vợ em không ở đây, vợ em ở quê cơ ạ. Nếu đường không quá xa, hay em chở vợ lên đây mua, vợ em cũng không đi lại được. Vì bị liệt à? Vợ em bị liệt lâu chưa? Cũng mấy năm rồi. Vợ em bị bệnh teo cơ, chữa hoài không khỏi, cơ cứ teo dần lại. Đến lúc sanh con xong 1 năm là vợ em bị liệt không đi được. Tội nghiệp cô ấy. Thế giờ vợ em ở quê với con à? Cháu mấy tuổi rồi em? Con em 3 tuổi, ngoan lắm chị. Xin lỗi chị hơi tò mò một chút, nhưng hai mẹ con chăm nhau kiểu gì? Vợ em vẫn làm việc được, chỉ không đi lại được nên ngồi xe lăn. Thế có ông bà nội ngoại giúp được gì không? Có ông bà ngoại ở gần thì cũng hay qua phụ giúp. Còn ba mẹ em thì từ em lâu rồi. Sao lại từ em? Hồi nghe tin vợ em bị bệnh teo cơ, ba mẹ em cứ bắt em phải bỏ cổ. Em không nghe, nên từ mặc em từ dạo đó. Sao ba mẹ em làm được như vậy chứ? Có mỗi thế mà cũng từ mặc con cái. Tùy tính mỗi người chị ạ, à, cũng nhiều chuyện dồn lại nữa nên ba mẹ em từ em. Hồi đầu tụi em ở chung với ba mẹ em, nhưng mẹ em cứ la mắng vợ em suốt ngày nên tụi em ra ở riêng. Từ đó ba mẹ em cũng chẳng bao giờ quan tâm tới vợ chồng em. Em thì nghĩ ba mẹ vẫn là ba mẹ mình, sau này ba mẹ em già em vẫn về chăm sóc. Còn bây giờ bắt em bỏ vợ con em, khi vợ em đau bệnh như vậy, em thành tội bất nhân bất nghĩa. Em không làm được. Em thì tốt, trên đời tìm được người như em rất hiếm. Vợ em tốt số thiệt đó. Vợ em lấy em mới khổ. Giá như em mà giàu hơn, tài giỏi kiếm được nhiều tiền hơn thì vợ em không phải khổ. Em luôn nghĩ thế nên chỉ muốn bù đắp cho vợ. Rảnh rỗi ngoài giờ làm, em lại chạy xe ôm nên thu nhập cũng có hơn chút. Tháng tiết kiệm gửi được vài triệu về cho vợ. Còn tháng này sắp sinh nhật nên em đang cố chạy thêm để có thêm tiền mua cho vợ em cái váy. Con gái ai cũng thích mặc đẹp, ai mặc váy đẹp lên cũng đẹp. Vợ em giờ mỗi bị liệt thôi, chứ mặt vẫn xinh, nước da trắng lắm. Chắc là em yêu vợ em lắm hả? Em cũng chẳng biết, mà em thương vợ em chị ạ. À? Chị có tiền lẻ không đổi cho em? Sáng giờ mới được mấy cuốc, nên em sợ không đủ tiền thối lại chị. Không cần phải thối lại cho chị đâu. Chị muốn góp tiền với em, để em thêm tiền mua tặng vợ em cái váy sinh nhật. Đừng ngại. Thôi, em không dám nhận đâu chị.
Em cứ nhận đi, không phải ngại. Thời buổi này kiếm được người như em khó lắm, nên chị quý. Chị cho thì em xin chị 200 ngàn thôi. Tiền xe của chị hết 40 ngàn. Em xin chị số còn lại. Em không dám xin nhiều hơn đâu. Vợ chồng em hơi vất vả hơn, nhưng vẫn đủ sống chị à. Chào chị, em đi đây. Cảm ơn cậu ấy vì một buổi chiều thật đau đầu, tranh tranh đấu đấu vì tiền bạc, quyền lợi. Nhưng mà hóa ra ngoài kia vẫn còn rất nhiều điều tử tế. Đúng là ông trời không lấy đi hết của ai cái gì bao giờ. Vợ của cậu xe ôm bị liệt có thể là người phụ nữ bất hạnh thật. Nhưng ông trời bù đắp cho một người đàn ông, một người chồng như thế, thì suy cho cùng cũng không uổng một kiếp sống. Nhìn cậu ấy, dù cuộc sống không giàu sang gì, nhưng được tấm lòng tốt, có thủy có chung mà tôi thấy lòng mình ấm áp, có thêm nhiều niềm tin trong cuộc sống này.